Chào quý vị và các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn ra thăm cái sung của nhà mình. Đây, cái sung mình mới trồng được 2 năm. Đây là mình chiết cành đấy các bạn ạ. Bàn trước lá nó còn um tùm, mấy nay mình cắt bớt rồi, cắt bợi rồi các bạn ạ. Thì các bạn thấy nó rất nhỏ nhưng mà đã có quả rồi. Quả thành chùm rồi các bạn. Cái sung này thì mình trồng bằng cành chiết các bạn ạ. Mình chiết từ cây sung hơn 10 năm rồi. Thì cây này vẫn chưa hoàn thiện thế của nó thì mình vẫn để tự nhiên. Đây, cây cành này mình vẫn đang tạo thế đây. Thì trong lúc trồng cây sung này thì mình nhận thấy rằng cây càng gần cỗi thì quả nó càng sai các bạn ạ. Cây rất nhỏ, mình trồng trên chậu mini thôi. Tất nhiên là nó cũng phải đảm bảo lượng dinh dưỡng ở cho cây nó sinh trưởng phát triển. Thì mình cũng đến siêu thị thì mua một số cái gói phân chậm tan này của Nhật Bản các bạn ạ, để chăm bón cho một số loại cây cảnh. Mà mình nhận thấy là cái loại phân này nó phù hợp với tất cả các loại cây cảnh trồng trên chậu các bạn ạ. Như ở cái khu đô thị thì trồng ở ban công thì cũng có thể dùng được cái phân này. Thì các bạn thấy đây, mình mua 6 gói thì bây giờ vẫn còn đây. Cái phân này mình đã để ở cái chậu này khoảng 8 tháng rồi nhưng giờ này nó vẫn chưa tan hết các bạn ạ. Cái quả sung trên các chùm sung này thì mình vật bớt đi rồi đấy, chứ không trước đây thì nó cũng có vài chùm nữa. Đây, mình chỉ vặt quả thôi, còn vẫn để lại các cái dâu quả của nó đây, để bạn nhìn đây. Đây, và nó đang tiếp tục chuẩn bị lên quả non nữa rồi đây này. Nếu trồng bằng hạt thì chắc là phải mất 4-5 năm thì nó mới ra quả như này. Nhưng mà sung chiết cành ấy thì nó chỉ năm trước năm sau ra quả như này thôi. Quả rất sai và đẹp. Nếu mà trồng ở dưới đất thì nó sẽ phát cây hơn ở trên chậu như này. Ở trên chậu thì cây nó bị thiếu chất dinh dưỡng cho nên nó sẽ không được tốt và phát triển vĩnh liệt như ở dưới đất. Và mình nhận thấy là cây càng cằn cỗi thì quả càng sai. Nhưng có điều rằng khi quả chín ý, thì nó không được chín hồng như là ở dưới đất. Nó cứ hơi hơi vàng vàng cái là nó sẽ tự rụng rồi. Chắc là do thiếu chất dinh dưỡng hoặc là nó thiếu cái loại vi chất cần thiết nhất cho cái cây, cho nên là nó quả là không được chín đỏ như là cái sung dưới đất. Hàng ngày thì mình cũng chỉ có tưới buổi sáng sớm hoặc là buổi chiều tối thôi. Bởi khi mình đi làm về thì mình có thời gian để tưới. Ngoài các cái túi phân mình mua ở siêu thị thì mình cũng tận dụng bã cà phê hoặc là cái bã chè. Đây các bạn thấy cái cốc đây. Thuần bã chè của mình thôi các bạn.
nhưng mà quả vẫn sai. Nên là mình trồng ở chỗ sân thượng của nhà mình thì các cái vùng quê thì có những cái nhiều cái sung cổ thụ rất to lớn, nó to hàng gấp trăm lần cái cành này. Thì cái sung có lợi thế là trồng trên chậu và có đủ ánh nắng, đủ nước tưới và chất dinh dưỡng thì nó vẫn ra quả. Có những cái chùm sung rất đẹp. Rất phù hợp với các cái không gian chật hẹp. Thì các bạn có thể trồng ở trên chậu thì để ở ngoài ban công ấy, thì nó cũng sẽ có quả như này. Đây trên thực tế là mình đang trồng trên ban công đây. Và cũng đã cho quả. Kể vài ngày trước thì mình quay clip này thì nó sẽ sai quả hơn. Nhưng mình đã vật mấy chùm đi rồi. Các bạn có kinh nghiệm hay về tạo trái sung sai thì các bạn bình luận bên dưới các bạn nhé. Và nhớ đăng ký kênh để tiếp tục xem các video clip mới nhất của mình. Mọi ý kiến đóng góp thì các bạn bình luận bên dưới video clip. Xin chào tạm biệt và hẹn các bạn ở các video clip tiếp theo. Xin chào.